Dự báo thời tiết khu vực thành phố Hải Phòng hôm nay ngày 6 tháng 8. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông, ngày không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.